Phải nói là một cái giáo xứ ha, rộng rãi thoáng mát, rất là hoành tráng luôn chị. Đó. Hiện tại Điền đang có mặt ở đây là ở ngay trung tâm thị trấn Phước Bụ anh chị ha. Điền đang đứng trên cái đường là con đường là đường có tên là đường Xuyên Phước Cơ anh chị. Cái đường này giống như một cái ranh giới giữa hai xã với nhau vậy, một xã với một thị trấn anh chị. Đó, phía bên bên mặt này đó là của thị trấn Phước Bụ nha. Đó, phía bên mặt này. Còn phía bên mặt này là đất của xã Phước Thuận anh chị. Đó, xã Phước Thuận là giáp với thị trấn mình ha. Chỗ Điền đang đứng đây thì dường như là kinh doanh có đủ hết ha, về cái tiện ích tiện nghi và kinh doanh này kia đó. Đầu này thì bến xe anh chị nè, bến xe Xuyên Mộc ha, bến xe của huyện đó. Bến xe đó thì có cấp hai mặt tiền, đường bên hông là đường Xuyên Phước Cơ này và đường ngoài là đường quốc lộ 5 anh chị ha. Đó, ra đầu đường kia là quốc lộ 5 rồi anh chị ha. Đó, và đây có những nhà hàng hải sản này. Đó, nhà hàng hải sản này, nhà hải sản Nam Huy này cũng nổi tiếng lắm đó. Và đối diện đây thì đối diện cái giáo xứ á, giáo xứ Hòa Phước đó, thì đây là một cái hồ tràm, cái hotel anh chị ha. Đó, hồ tràm Win. Nói chung là cái hotel này là của một người cậu của Điền anh chị ha. Đó, nếu mà cô chú gì mà có nhu cầu mà đi về du lịch nghỉ dưỡng đó, có nhu cầu thuê khách sạn này kia ha, thì nhớ ghé cái hồ tràm Win này anh chị ha. Đó, ủng hộ cậu Điền nha. Đó, nói chung là cái khách sạn này còn rất là mới anh chị, mới hoàn công khoảng đâu đó là hơn năm nay thôi. Đó, còn rất là mới ha, về chất lượng dịch vụ thì rất là tốt luôn anh chị ha. Đó, thì quay lại vấn đề chính anh chị, nay Điền có một cái sản phẩm chủ gửi bán ha, giá cực kỳ hời cho của chị mình đầu tư luôn chị. Nói chung là vừa đầu tư vừa nghỉ dưỡng được luôn chị ha. Với cái diện tích là hơn nửa sao anh chị. Nói nôm na chính xác ra là hơn 500 m² đó, nằm khu dân cư đường nhựa ha. Nói chung đường kinh doanh mua bán được ha, vừa ở vừa kinh doanh được, vừa ăn cư lạc nghiệp được luôn chị ha. Có một cái hướng nam rất là mát luôn ha. Đi xuống biển gần nhất là biển Hồ Tràm khoảng là 8 cây số thôi anh chị ha. Đó. Giá thì Điền cũng xin nói luôn để cô chú gì mình đỡ mất thời gian ha. Giá bất động sản này ha là 2.450.000.000 đồng. Tính ra khoảng là hơn 4 triệu một mét vuông thôi anh chị ha. Và có một cái chiều sâu rất là lý tưởng luôn. Đó. Thì cô chú gì nào mà đang có tài chính khoảng lên quanh 2.5 tỷ quay đầu ha. Muốn tìm mua một cái sản phẩm mà diện tích rộng tí ha, và nằm khu dân cư có thể là đầu tư kinh doanh nghỉ dưỡng được và đầu tư sinh lợi được anh chị, thì nhớ đón xem hết video clip này anh chị nha. Cách cái đường Thiên Phước tường Xuyên Phước Cơ này á thì khoảng đâu đó vài trăm mét thôi. Mặt tiền đường mình là có tên tuổi đàng hoàng anh chị ha. Đó, đức xã Phước Thuận anh chị. Đường Xuyên Phước Cơ này đi vào khoảng vài trăm mét thôi, mình đi đường này anh chị ha. Đường rất là rộng rãi thoáng mát luôn anh chị ha. Rồi bây giờ Điền xin mời cô chị theo chân em Điền ha. Có thể thấy là cái đường nhựa này anh chị thấy nè, rộng rãi luôn ha, khoảng là rộng tên 8 mét gì, vỉa hè mương nước hai bên ha, rộng rãi ha. Như kế bên này có một cái nhà vườn nghỉ dưỡng rất là đẹp luôn, ở trước thì trồng cái tiểu cảnh cây xanh này kia, nhìn rất là mát luôn chị ha, rất là đã luôn chị. Đó, nãy thì Điền đi từ ngoài này đi vào ha, ngoài đó thì dường như mình đụng ngay giáo xứ Hòa Phước đó chị, thì khoảng mình di chuyển khoảng vài trăm mét thôi. Cái bất động sản mà Điền muốn giới thiệu đây thì có rất là nhiều hướng đi anh chị ha. Nói chung là đường này đường thông thương nha, rộng rãi thoáng mát nè, kinh doanh này kia thoải mái luôn. Đó, thì đường này mình có thể là đi ra thông ra lại được quốc lộ 5 anh chị ha. Nói chung là gặp ngã ba ngã tư gì đó mình rẽ tay phải nè, mình sẽ giao lại quốc lộ 5. Cái đường này thì có tên đường là đường Thiên Phước anh chị, có tên đường Thiên Phước nha. Và đường này nó dường như là song song với lại quốc lộ 55 phía ngoài anh chị. Nói cho cô chú gì mình dễ hình dung ha. Đó, đứng ở đây có thể mình có thể thấy cái đường quốc lộ ngoài đó luôn anh chị ha. Nói chung là nằm sau lưng thôi anh chị. Đó, thì từ Sài Gòn mà cô chú gì di chuyển về đây thì mình có thể là mình qua cái cổng chào huyện Xuyên Mộc đó, có cái đường bên tay phải đó ha. Qua cổng chào chút xíu có đường bên tay phải, mình có thể rẽ vào và đi vào được cái bất động sản của mình đó anh chị. Đó, xung quanh thì kinh doanh mua bán nhỏ lẻ cũng có nhiều anh chị, và có những cái nhà vườn nghỉ dưỡng nữa cũng nhìn rất là đã mắt luôn chị ha. Như đầu này thì mình có thể là đi vào bên hông nhà hàng hải sản Kim Hương ha. Nói chung là nói về cái nhà hàng hải sản Kim Hương thì cô chú như nào mà hay về đây á thì mình qua cái cổng mình sẽ gặp đó ha. Đó, mình rẽ vào đây. Nói chung là bất động sản mình có rất là nhiều hướng đi, đường thông thương.
Đi xuống biển thì Điền nói đó, đi xuống biển Hồ Tràm khoảng là 8 cây số anh chị à, ở ngoài đầu đường kia tiện ích tiện nghi đầy đủ rồi anh chị à. Thì đây anh chị ha, cái bất sản mà Điền muốn giới thiệu đây ha, thì trước tiên review, trước khi review chi tiết thì Điền sẽ nói sơ cái thông tin cơ bản ha và nói về cái pháp lý luôn anh chị à. Thì hiện tại bất sản mình đang có sổ riêng rồi à, và đang có diện tích là ngang là 9 ha, 9 mét mặt tiền ha, bám theo mặt tiền đường này là 9 mét, sâu vào trong á là 60 mét ha, và nợ hầu là 9 mét 9 anh chị, đang có sẵn là 90 đất ở thổ cư à. Nói chung là bất động sản mình thì tọa lạc là ở xã Phước Thuận, huyện Xi Mạch, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì xã Phước Thuận thì tương lai quy hoạch của nó tương lai á là lên thị trấn anh chị ha, nên là cái quy hoạch hiện tại là bất động sản mình đang quy hoạch là đất ở tại đô thị à. Nhưng mà trên sổ mình thì vẫn là thể hiện là đất ở tại nông thôn anh chị ha, và đang có 90 thổ cư à. Và tổng cái diện tích của mình á là đang có diện tích là 500, chính xác là 556 mét vuông ha. Đó. Và giá bán thì Điền cũng có chia sẻ đầu video rồi. À, giá bán đang cần bán là 2 tỷ 450 triệu. À, tính ra mét vuông thì khoảng đâu đó gần 4 triệu rưỡi một mét vuông chị ạ. Giá rất là rẻ luôn. Nằm khu vực này mà giá có vài triệu mét vuông à. Giá này là giá đầu tư anh chị nha. Và thêm cái nữa, bất động sản mình đang có hướng là hướng Nam ha, nên là về cái gió và cái khí hậu đó này kia rất là mát luôn chị. À, bất động sản mình đang có hướng Nam ha. Bất động sản mình thì phải nói là không có một cái được gọi là khuyết điểm nào luôn chị ha. À, hiện tại trên nước thì đang nước trống thôi. Chỗ này thì sử dụng là nước sạch rồi chị ha. Đây, cái hộp nước máy này và điện này, điện đài xung quanh dân cư có đầy đủ anh chị ha. À, quá đẹp luôn, nói chung là đường xá thì rộng rãi thoáng mát ha. Và Điền cũng nói luôn ha, bất động sản mình là đang có hai sổ à, đặc biệt là bất động sản mình có hai sổ, nhưng mà phải có hai sổ này mới ghép lại được cái mảnh đất vuông vắn đẹp đẽ như vậy anh chị ha. À, nói chung là bên này này, như bên này này à, từ bên này qua đó là khoảng đâu đó là qua đây khoảng là 4 mét rưỡi anh chị à, và sâu vào trong thì sâu hết cuối đất luôn, khoảng là gần 60 mét đó. Nó nhọn lại một điểm ha, nó nói chung là nó tụ lại một điểm nhọn là giống như một tam giác dài vậy anh chị ha. Đó, và bên này thì từ 4 mét rưỡi qua đây lại qua bên này là cũng khoảng 4 mét rưỡi nữa, sâu vào 60, lại nở hậu là 9 mét 9. Nói chung là hai mảnh này giống như là hai mảnh đất mà phải là được gọi là mảnh ghép của đời nhau vậy anh chị ha, ghép lại mới được một cái lô đất hoàn hảo ha. Đó. Thì như lô bên này á là có là 40 thổ cư ha. À, cái lô 131 mét vuông này nè, đó là 40 thổ cư, còn cái mảnh bên này 425 mét vuông này thì đang có là sẵn là 50 thổ cư. Nói chung là hai sổ cộng lại thì có diện tích là 556 mét vuông và có 90 thổ cư. Đó. Thổ cư của mình là thổ cư di động anh chị ha, mình có thể lên thêm cũng được. Thổ cư cứ di động có nghĩa là mình có thể là xây dựng trên cái phần đất của mình ha, mình có thể xoay xây dựng cái vị trí nào tùy tùy ý của mình ha. Nói chung cái chỗ đất xã này thì mình xây dựng thì cũng không cần xin phép giấy phép xây dựng anh chị ha. Nói chung là dưới 7 tầng, dưới 7 tấm là được anh chị. Đó, mình có thể là xây dựng thoải mái luôn. À, đất ở thì đất ở tại đô thị ha, quy hoạch ở đô thị. Đường rộng rãi ha. Bất xã mình thì không vướng một bất cứ một cái quy hoạch nào anh chị ha. Đường này thì đường rộng rãi rồi, không dính một tí lộ giới nào luôn. Đó. À, trên đất thì đất trống, nhà dân thì san sát. Như kế bên đây có những cái nhà rất là bự luôn chị. Nhìn quá đã luôn, rã mắt ha. Khí hậu mát mẻ, đường thông thương. À. Từ Sài Gòn mà cô chị di chuyển về đây thì mất khoảng đâu đó 2 tiếng đồng hồ thôi. Mình đi cao tốc, còn mà mình đi cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu mà tương lai làm xong nữa thì mình di chuyển khoảng 1 tiếng rưỡi vậy. À. À, quốc lộ 55 thì nằm sát lưng đây rồi, nằm đằng sau, mình đi đường nào cũng về quốc lộ 55 à, về đây cũng gặp ngay bức xã mình trước ha. À, rồi sau đó mình mới đi xuống biển Hồ Tràm. Đó. Một cái diện tích hơn 500 mét vuông mà giá quá ngờ, quá hời luôn vậy. Đó. Dân cư này kia cách thành phố Bà Rịa thì khoảng vài chục cây. À, thành phố Vũng Tàu cũng vậy ha. À, nói chung là cũng xem nhau. À. Rồi có chú nào mà quan tâm bất sản này liên hệ điện nha, điện xin được nhắc lại một lần nữa. Bất động sản mình đang có diện tích ha, ngang là 9, sâu là 60, có sẵn là 90 thổ cư ha, tổng diện tích là 556 mét vuông à, đang cần bán là 2 tỷ 450 triệu ha. Giá này tất nhiên sẽ có thương lượng nhưng mà thương lượng ít anh chị ha. À, có hướng là hướng Nam, gió rất là mát luôn. À. Rồi có chuyện nào mà
quan tâm thì liên hệ điền nha. Thì chí nữa mình sẽ có được gặp chủ để thương lượng thêm cái phần giá ha. Đó. Rồi Điền cũng xin kết thúc video clip tại đây. Cô chú anh chị nhớ nhấn đăng ký kênh để ủng hộ Điền và để được đón xem những video clip mới nhất của Điền ha. Xin chào và hẹn gặp lại. At the three days, at the three days, at the three days.